Timoskova quyết định lịch sử của Thánh Công đồng Chính Thống Giáo. Trong thông cáo báo chí đưa ra vào trưa ngày 29 tháng 11, Thánh Công đồng Chính Thống Giáo họp tại Constantinople đã đưa ra một quyết định lịch sử là ban cấp tư cách tự trị cho chính thống giáo Ukraine. Trong phiên khoáng đại kéo dài từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 11, bao gồm các nhà lãnh đạo của 14 giáo hội chính thống trên thế giới. Thánh Công Đồng đã đồng thanh chấp thuận việc ban cấp tư cách tự trị, gọi tắt là Tomos, cho chính thống giáo Ukraine. Văn bản Tomos đã được thông qua. Ngày triệu tập Hội đồng Giám mục Chính thống giáo Ukraine thống nhất đã được ấn định. Trong phiên họp đầu tiên này, Hội đồng Giám mục sẽ bầu ra vị thượng phụ. Ngài sẽ được trao cho việc công bố nội dung của Tomos. Quyết định này chắc sẽ có ảnh hưởng lớn lao trên số phận của nhiều dân tộc và tương lai của chính thống giáo. Theo báo cáo của Trung tâm Thống kê Pew Research, trong tổng số 350 triệu tín hữu chính thống giáo, số các tín hữu chính thống thuộc Tòa Thượng phụ Moscow là 150 triệu, trong đó tại Nga là 101 triệu, 35 triệu tại Ukraine, 6 triệu tại Belarus 4 triệu tại Georgia và 4 triệu tại các quốc gia khác từng thuộc về Liên Xô. Với quyết định này của Thánh Công đồng Chính Thống Giáo, dân số chính thống giáo thuộc Tòa Thượng phụ Moscow giảm một cách đáng kể. Và một khi Ukraine được ban cấp Tomos, các quốc gia khác như Belarus chắc chắn cũng muốn được như thế. <laughs>